chào buổi sáng anh em thể thao. Giờ là buổi sáng luôn, giờ mới 7 giờ mà. Bây giờ mới 6 giờ mà. Bây giờ mới 7 giờ, gần 7 giờ. Hôm nay là định tập buổi sáng luôn. Cho nên là nãy dậy thì cũng quay rồi, cũng quay chưa đi. Nên hôm nay mình sáng từ từ ra tập ra đó. Tại hôm nay rảnh buổi sáng. Thì cũng quay rồi. Giờ nhấp nhấp nước rồi để nó tiêu xíu rồi bắt đầu nó cỡ ba mấy 40 phút tiếng sau rồi hãy tập. Giờ rảnh quá thì làm cái clip các bạn xem cho nó vui. Bữa giờ mình về mấy cái gói chung phích, nhưng mà lúc trước là về dạng gói không à. Hôm nay tiện gì ạ, đợt này về có người ta đưa cho mình hai cái hộp luôn. Hộp trong này chắc cũng nghĩ gói trong này nè, thì mới làm hộp cho bạn coi. Hộp nó cũng đơn sơ nữa các bạn. Chung phích thì các bạn biết rồi, mình có làm cái clip chung phích các bạn xem ở đây nha. Là thì nó là một cái bữa ăn tài xế thay thế dành cho mọi người luôn, tất cả mọi người đều dùng được, đa số ai cũng dùng cũng được. Nó cạnh tranh với Limburger thì nó cùng dòng phân nhánh với lại Limburger là bữa ăn thay thế hoàn chỉnh. Rồi thì cái hộp của nó gì nè, đó về hàng nó cái hộp của nó vậy. Trong này đặt ở ngoài thì nó ghi là 12 gói. Thì nhìn sơ qua nha, cái hộp bên ngoài nó cũng mỏng manh thôi, nó cũng không cứng cáp gì mấy. Đặt giấy rồi nó ghi chữ TrueFit rồi FB, rồi ghi những thông số quan trọng như là bình thường mà mình hay thấy á, 25g protein từ bò cỏ, rồi chất xơ, rồi ăn đi tám gam chất xơ từ 12 loại củ quả. Đây là 8g chất xơ nè, 3.5g chất béo tốt, 1 tỷ lệ khuẩn tốt cho đường ruột và tiêu hóa, gửi sô cô la. Những cái này là mình biết rồi, tại mình muốn làm một clip cho bạn coi ở lần trước á, rồi cũng review luôn rồi. Thì mình lắc hồi đợt đó mình lắc này nó hơi khó tan, biết là giờ nó dễ tay không chứ hồi đó mình lắc nó khó tay. Sẽ có dịp thì mình sẽ lắc lại cho bạn coi. Red fit, bọn cỏ red fit nè, rồi cảnh nhà trên những cánh đồng tự nhiên. À, nói về bọn cỏ thì người ta mới phản biện là bọn cỏ là sao, bò nào mà không ăn cỏ. Thì cái bọn cỏ ở đây á, ý nó là cái bò, mình nói là con bò ăn cỏ là phân biệt với lại những cái loại bò khác. Những loại bò khác thì lâu lâu nó mới ăn cỏ một lần, hoặc là nó cũng ăn cỏ nhưng mà nó vừa ăn cỏ mà nó vừa ăn cám và vừa ăn whey protein luôn, rồi có khi là ăn rơm nữa, rồi có khi ăn tăng trọng. Có nhiệt thì con bò nó mới được ăn cỏ đó, mình tạm hiểu như vậy. Tức là trong những loại thức ăn nó ăn á thì lâu lâu nó mới ăn cỏ, ít khi ăn cỏ rồi vậy đi. Tức là không phải 100% hay là 90%, đa phần nó ăn cỏ mà là nó ăn cái khác, xong rồi lâu lâu nó mới ăn cỏ. Còn này á, này người ta nuôi trồng cánh đồng nó thả tự nhiên, rồi con bò nó thả rong ra để ăn những cái loại cỏ đó, và loại cỏ đó nó cũng phải giữ sao đó cho ánh sáng mà nó rất nó... tức là những loại cỏ đó người ta sẽ cho ánh sáng nó hoàn chỉnh nè, điều kiện khí hậu nó cũng ok để cho cỏ nó không có bị đắng, không có bị cháy. Bò đó rồi xong rồi lúc mà nó ăn thì người ta sẽ tạo ra cái không khí cho nó ăn nữa, ví dụ như là cho nghe nhạc nữa đó, cho nên là chăm sóc rất là kỹ. Người chỉ đứng nó cạnh thôi, cạnh cho nó toàn bộ mọi quy trình nó là thiên nhiên hết, organic hết. Đó thì nó mới ghi là cái cánh đồng nè, có logo của cánh đồng nè, còn có không có kháng sinh, không có hormone, không có đậu nành,
cái sữa phía sau này của hộp, à, hai bên hông của hộp này thì ráp lại hình như là cái tòa nhà hai tầng vậy. Đấy, dưới này mặt tiền nè, sau nó ra đẹp rồi, phía trên thì nó cũng show ra một số cái con số bình thường, dưới thì không có gì hết, rồi hai bên thì cũng không có gì hết. Màu sơn tạm hiểu đó là màu sơn, tạm hiểu nó là màu sơn đi. Đây, nó định cái gì đây, tên chữ nó nổi mấy ký hiệu gì đó, lin đại khái là lin rồi, không quan tâm lắm. Đấy, phía sau đây thì nó ghi logo Mỹ nè, Made in USA, địa chỉ của công ty USB ở Miami. Rồi, tôi sập lên Mạnh Phát. Mạnh Phát thì mình đọc sơ qua thôi, tại vì cũng biết rồi, 170 calorie, 35g chất fat, chất béo tốt, cholesterol 85mg, cũng không cao lắm. Và chất lượng của nó là 14g, à, cáp của nó là 14g, carbonhydrate các bạn, chất sơ 8g, tổng đường 2g, protein 25g, vitamin A 50 microgram là 6% nhu cầu hàng ngày, canxi 148mg 11% nhu cầu hàng ngày được, potassium với lại sodium tức là natri và kali thì 6% nhu cầu hàng ngày. Rồi, ok, béo 35g chất béo này nè, là fat của nó là bao gồm có MCT, MCT oil, và MCT oil là hỗ trợ mình, nó là chất béo tốt hỗ trợ cho mình luôn, vừa giảm mỡ vừa giảm béo luôn á. Sau nó sơ sơ vậy thôi, không chỉ là fat. Bây giờ mở hộp ra, hộp đây nha, đây mở hộp ra nha, mở ra vậy rồi bắt hàng ra. Trong này là có ngoài thì 12 gói rồi, trong này đúng rồi 12 gói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ghi thông số phía sau này cũng như giống như ghi ở phía sau cái hộp này, trước thì ghi y chang như phía trước cái hộp này. Cái loại bịch này nó nhám 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 nhám, cái chất lượng nó mắc hơn chỗ khác là tại nó có chất xơ nè, xơ nó cao, chất béo nó tốt, tỷ lệ phẩm là 25g protein, nhưng mà protein này là bọn cỏ cho nên là cái giá trị của nó là chỗ đó. Đó thì lúc trước mình uống này thì mình cảm thấy cái này nó no khá là đâu no là gì no nó sơ để làm cho mình đẹp da rồi phải được một và thực ra rồi cùng luôn ra được 12 gói về nha các bạn, 12 gói đây nè, dưới đây là 1.790.000
cho 40 gói chia 40 lần dùng, vậy là 45.000 một serving, 45.000 một serving cho cái thùng này. Nhưng mà sample của nó thì 50.000, còn thì là sale thì giảm xuống một tí, nhưng mà 10 gói thì tặng một gói. Nói chung là cái chuofit này giá nó rất là cao, cao bởi vì nó là cỏ cỏ với lại phần đó là nó thuộc về cái nhánh răng xế thay thế, thì nó cạnh tranh rất là mạnh mẽ với Liberty, nên là được dòng này bán rất là chạy ở thế giới này, ở trên Amazon rồi trên thế giới nó bán rất là chạy. Rồi video đến đây mở hộp xong rồi thì đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn, rồi xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và các bạn hãy subscribe chỗ này để mình làm và Zalo để bên này đó thì theo dõi mình để mình làm những video tiếp theo. Bạn thấy hay thì cho mình một like và có thể là bạn inbox để mình báo giá mấy cái này nè, và mấy cái phần bổ sung này nè. Và ai cần gì thì mình cứ inbox cho mình đi, báo giá cho, báo giá tốt luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bây giờ là giờ ra thì chắc là phải động rồi, tập luyện xíu vào quay tiếp hết buổi sáng.